Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan đã có hành vi gian dối, làm trái quy định, tạo lập 25 gói trái phiếu và 20 mã số với tổng số giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt. Chiều ngày 30 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu và 20 mã số hiệu trên, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp